Sinh ra và lớn lên ở thôn viên, là một người cực kỳ nghĩa khí, làm việc phá án mặt nào cũng giỏi. Người này là con gái thôn trưởng thôn viên, du học nước ngoài về đây làm bác sĩ, tài sắc vẹn toàn. Đội phi hổ giám sát khu Bắc Tân Giới, thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm trùng trùng. Người này cũng là người thôn di ở Tân Giới, kề vai sát cánh cùng Phương Hỏa Tử, hai anh em sống chết có nhau. Chú Toàn đang ngoài đường lớn. Rõ. Hai người đứng yên đó. Nổ súng đi. Đây là cảnh sát Mã Hiếu Hiền. Thật ra đây là khu vực làm việc của cảnh sát. Tôi không hy vọng mọi người để đồ dùng riêng của mình ra. Phòng tình báo vừa mới gửi tư liệu qua đây, nói là ở số 5 Thượng Thủy, thôn Doanh Bằng Hạ có cất giấu lô đạn dược. Chúng ta phải lập tức hành động. Cảnh sát đi. Cẩn thận. Lên. Chạy đi. Đại Hùng, mày là con cái áo chống đạn đó. Bạn gái và anh em thân thiết, không ngờ lại tâm đầu ý hợp. Đại Phương như tình yêu chuyển đối tượng khác, ai ngờ Tương Dương có mộng, trái tim thần nữ đã có người khác. Anh làm gì ở đây? Người này tên Sa Thế Hoa, là một nhân vật nguy hiểm cực kỳ hung ác. Chúng tôi cũng nghi ngờ anh ta có liên quan tới một vụ án âm mưu giết người do đội phi hổ đảm nhiệm 5 năm về trước. Phát hiện gì chưa? Tôi tin là Hoa Chó Điên đã lẻn vào đây rồi. Hôn lễ của mình thành đã như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân, nảy sinh tình yêu, thương hại chuyển thành yêu, quan gia thành tri kỷ. Đừng có làm đại ca nữa. Làm anh em. Đừng để tôi nắm được sơ hở của anh. Phương Hỏa Tử, đi tìm xung quanh còn có gì đáng nghi hay không? Xếp bả, đánh dụng viên đạn còn sót lại trong não của anh đã di chuyển qua chỗ khác. Xếp bả, sau 3 tiếng đồng hồ nữa sẽ là một cuộc phẫu thuật lớn. Tôi kiểm tra nhịp tim và huyết áp đều bình thường. Chính là cử anh làm gián điệp. Anh muốn tôi tiếp cận Lục Tấn Anh sao? Bây giờ anh làm gián điệp, có một mình tôi biết mà thôi. Đứa con nghĩa khí bỗng nhiên trở thành kẻ phản bội, sự thật đằng sau khó lòng tháo gỡ. Còn một người hôn mê chưa tỉnh, thân phận khó lòng thay đổi được. Cái gì? Bom hả? Có bom thật đó. Đừng có tới gần. Anh đừng ép tôi nhấn nút. Tôi đã gắn một cái đồng hồ hẹn giờ lên trái bom từ lâu rồi. Lần này tôi sẽ không bỏ rơi cậu nữa. Bộ phim Trí Dũng Sông Hùng phát sóng lúc 12 giờ ngày 3 tháng 4, chỉ có trên SCTV 9.